Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi đựng viết có hình con gấu như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì trước khi mà bắt đầu móc, mình sẽ nói về các bước để móc một chiếc túi đựng viết hình con gấu như thế này. Để các bạn sẽ dễ hình dung hơn trong quá trình móc, thì đầu tiên đó là phần kích thước của chiếc túi. Thì chiếc túi này có chiều ngang đó là 19cm và chiều dọc đó là 11cm. Và bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào và tạo phần đáy cho chiếc túi. Sau khi mà các bạn đã tạo xong phần đáy rồi thì các bạn sẽ móc lên phần thân túi cho mình. Và sau khi mà các bạn đã đạt được phần thân túi với chiều cao đó là 11cm thì các bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ móc hai phần tay gấu cho mình. Sau khi mà các bạn đã móc xong hai phần tay gấu rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bước thứ tư, đó là các bạn sẽ móc phần mũi cho con gấu. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần mũi rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bước thứ năm, đó là các bạn sẽ khâu cái phần dây kéo vào phần miệng của chiếc túi cho mình. Và sau khi mà các bạn đã làm xong bước thứ năm rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bước thứ sáu, đó là các bạn sẽ gắn mắt cũng như là mũi và hai má hồng cho con gấu. Và sau khi mà các bạn đã làm xong bước thứ sáu rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bước thứ bảy, cũng là bước cuối cùng, đó là các bạn sẽ may lớp lót vải vào bên trong của chiếc túi. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi đựng viết hình con gấu như thế này rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn móc cụ thể hơn nha. Và để móc được một chiếc túi hình con gấu thì các bạn cần phải có nguyên liệu và dụng cụ như sau. Đầu tiên đó là vải nỉ màu hồng nhạt dùng để làm má hồng cho con gấu. Tiếp theo đó là dây kéo có độ dài là 21cm, một cặp mắt thú, sợi cô tông Việt Nam 1mm màu đen. Và điều quan trọng đó là các bạn cần phải có hai cuộn len miêu cô tông, một cuộn màu nâu nhạt và một cuộn màu kem. Về phần dụng cụ thì các bạn cần phải có kéo, kim thâu và kim móc. Kim móc ở đây mình sử dụng có độ dày là 4mm. Trước hết đó là các bạn sẽ dùng cái len màu nâu vàng này để các bạn sẽ móc phần túi cho mình. Và để móc được phần túi như khi nãy mình đã nói, đó là các bạn sẽ tạo phần đáy cho chiếc túi trước. Và để tạo được phần đáy thì các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim và quấn quanh len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim kéo len qua phần lỗ. Như vậy là các bạn đã có được mũi đầu tiên rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gây lên cho mình tổng cộng là 30 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ cho mình 30 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ chân móc xích đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân móc xích thứ hai là nằm ở đây, và các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc đơn tiếp theo. Và đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình các mũi móc đơn cho đến cuối dòng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng nha. Và sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 30 chân mũi. Và để cho cái phần đáy của chiếc túi nhìn nó tròn á, thì ở chân mũi cuối cùng này các bạn sẽ tăng mũi cho mình bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này và móc lên cho mình một mũi móc đơn nữa. Tức là ở chân mũi cuối cùng này các bạn sẽ móc tổng cộng là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và sau khi mà các bạn đã móc xong các chân mũi nằm ở phía bên tay phải của mình rồi thì tổng số chân mũi hiện giờ các bạn đang có là 31 chân mũi. Tiếp tục, để tạo được phần đáy cho chiếc túi thì các bạn sẽ đâm vào các chân mũi nằm ở phía bên tay phải. Sau đó thì các bạn sẽ xoay qua và đâm vào các chân mũi nằm ở phía bên tay trái và móc lên cho mình các mũi móc đơn. Hiện tại là mình đã đâm vào các chân mũi nằm ở phía bên tay phải rồi. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào các chân mũi nằm ở phía bên tay trái. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên nằm ở phía bên tay trái và các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai
và móc lên cho mình mũi móc đơn kế tiếp. Và đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc và móc lên cho mình các mũi móc đơn cho đến cuối dòng của phần chân mũi nằm ở phía bên tay trái nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến chân mũi cuối cùng của cánh bên tay trái rồi thì ở chân mũi cuối cùng này các bạn cũng sẽ tăng mũi tương tự giống như là cánh bên tay phải mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này và móc lên cho mình một mũi móc đơn nữa. Như vậy là mỗi một bên các bạn sẽ có tổng cộng là 31 chân mũi. Như vậy hai bên thì các bạn có tổng cộng là 62 chân mũi. Và như vậy các bạn đã móc xong phần đáy của chiếc túi. Và để kết thúc dòng thứ nhất của phần đáy thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần đáy rồi thì bắt đầu từ dòng thứ hai trở đi các bạn sẽ bước vào móc phần thân túi cho mình. Và để móc phần thân túi thì các bạn sẽ móc như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích, 1 và 2. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi nửa kép. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ ba, và móc lên cho mình mũi nửa kép tiếp theo. Và đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc và móc lên cho mình các mũi nửa kép cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây. Và ở đây có tổng cộng đó là 62 chân mũi, thì trừ đi chân mũi đầu tiên mình đã móc lên hai mũi móc xích rồi thì các bạn sẽ còn lại đó là 61 chân mũi. Và các bạn sẽ đâm vào 61 chân mũi này và móc đủ cho mình 61 mũi nửa kép. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì để kết thúc dòng thứ hai, các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của mũi móc xích thứ hai là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Và ở dòng thứ ba này thì các bạn sẽ làm lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích, 1 và 2. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi nửa kép. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ ba, và móc lên cho mình mũi nửa kép tiếp theo. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư và móc lên cho mình mũi nửa kép kế tiếp. Và đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình các mũi nửa kép cho đến hết dòng thứ ba. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ làm lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai, và các bạn sẽ làm lại cho đến hết dòng thứ 12. Đó là các bạn sẽ đâm vào các chân móc và móc lên cho mình các mũi nửa kép cho đến cuối dòng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 12 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 12 rồi thì các bạn đã hoàn thành xong phần thân của chiếc túi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len thừa này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi nối này lại cho thật chặt. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi như thế này rồi. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần thân của chiếc túi rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ móc hai phần tay gấu cho mình. Thì để móc được hai phần tay gấu này thì trước hết các bạn cần phải xác định được 4 điểm để các bạn móc hai phần tay gấu này. Và để xác định được 4 điểm này thì các bạn sẽ dựa vào vị trí mà các bạn sẽ móc hai phần tay gấu. Thì đây là mặt trước của chiếc túi và đây là mặt sau của chiếc túi, thì các bạn sẽ móc hai phần tay gấu nằm ở mặt trước và nó sẽ nằm ở phần rì phía bên tay phải và phần rì nằm ở phía bên tay trái. Thì cụ thể là ở phần rì nằm ở phía bên tay phải, nó sẽ nằm ở chân mũi thứ 8 đến chân mũi thứ 14. Thì các bạn sẽ bắt đầu đếm, đây là chân mũi đầu tiên mà các bạn đã móc lên dòng thứ 12 cho phần thân túi. Thì các bạn sẽ bắt đầu đếm từ chân mũi này là chân mũi đầu tiên và các bạn sẽ tiếp tục đếm. Đến đây sẽ là chân mũi thứ 8 và đến đây sẽ là chân mũi thứ 14.
Tiếp tục phần tai gấu còn lại. Phần tai gấu nằm ở phía bên tay trái thì nó sẽ nằm ở chân mũi thứ 33 cho đến chân mũi thứ 39. Và sau khi mà các bạn xác định được vị trí mà các bạn sẽ móc cái phần tai gấu thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc hai phần tai gấu cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tai gấu nằm ở phía bên tay phải trước nha. Và để móc phần tai gấu nằm ở phía bên tay phải thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau khi mà các bạn đã lấy mũi đầu tiên rồi thì bước kế tiếp đó là các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi thứ 8 là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên qua. Sau đó thì các bạn sẽ mở cho mình hai chân mũi, đó là chân mũi thứ 9 và chân mũi thứ 10. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 11 là nằm ở đây và các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì ở đây các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 11 này và móc liên tục cho mình 10 mũi móc kép cùng một chân. Hiện tại là mình đã móc đến mũi móc kép thứ 3 rồi. Tiếp tục mũi móc kép thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, và thứ 10. Sau khi mà các bạn đã móc liên tục cho mình 10 mũi móc kép cùng một chân ở chân móc thứ 11 rồi thì các bạn sẽ tiếp tục bỏ cho mình hai chân móc, đó là chân móc thứ 12 và chân móc thứ 13. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 14 này và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ kết len lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi đoạn len thừa này cho mình. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một phần tai gấu nằm ở phía bên tay phải của mình rồi. Thì với phần tai gấu nằm ở phía bên tay trái thì các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự như vậy cho mình. Đó là đầu tiên các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 33. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình hai chân móc, đó là chân móc thứ 34 và chân móc thứ 35. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 36 và móc liên tục cho mình 10 mũi móc kép cùng một chân. Và sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình hai chân móc, đó là chân móc thứ 37 và chân móc thứ 38. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 39 và móc cho mình một mũi dời. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần tai gấu nằm ở phía bên tay trái của mình nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần tai gấu còn lại rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ móc phần mũi cho con gấu. Và trước hết thì các bạn sẽ để cái túi này sang một bên và các bạn sẽ dùng len màu kem để các bạn sẽ móc cái phần mũi cho con gấu. Và để móc phần mũi cho con gấu thì trước hết các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật cho mình. Và để tạo được vòng tròn ma thuật thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ để hai ngón tay song song với nhau như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ quấn len quanh hai ngón tay này một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một vòng tròn rồi thì các bạn sẽ kéo len ra hai ngón tay này. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim vào vòng tròn này và các bạn sẽ kéo len qua. Và sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Và các bạn sẽ đâm vào vòng tròn này và móc liên tục cho mình 5 mũi móc đơn cùng một chân. Hiện tại là mình đã móc đến mũi móc đơn thứ 2 rồi. Tiếp tục đến mũi móc đơn thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Và sau khi mà các bạn đã móc đủ cho mình 6 mũi móc đơn cùng một lỗ rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng cái sợi len ngồi cùng này, các bạn sẽ kéo lại để cái vòng tròn này trở thành một vòng tròn khép kín. Đây, các bạn hãy nhìn là cái vòng tròn này nó đang dần trở thành một vòng tròn khép kín. Thì để nó trở thành một cái vòng tròn khép kín hơn thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong vòng đầu tiên của hình tròn rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai và để cái vòng tròn này ngày càng to dần thì các bạn sẽ tăng mũi qua các vòng cho mình. Và cách tăng mũi cho vòng thứ hai sẽ là như sau.
Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên này và móc liên tục cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân, tiếp tục đến chân móc thứ hai cũng như vậy. Tức là ở vòng thứ hai này các bạn sẽ tăng mũi bằng cách là mỗi một chân mũi thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết vòng thứ hai. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ hai rồi thì tổng số chân mũi hiện giờ các bạn đang có là 12 chân mũi. Thì để tính được tổng số chân mũi của vòng thứ hai thì các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi của vòng thứ nhất là 6 cộng thêm 6 chân mũi mà các bạn đã tăng cho vòng thứ hai thì các bạn sẽ ra được tổng số chân mũi của vòng thứ hai là 12 chân mũi. Tiếp tục, để kết thúc vòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ ba, và ở vòng thứ ba cách tăng mũi sẽ là như sau. Đó là các bạn sẽ tăng theo công thức 1 2 1 2 1 2, tức là chân mũi thứ nhất, chân mũi lẻ thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc đơn trên cùng một chân, và chân mũi chẵn đó là chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân, và các bạn cứ lặp lại các công thức như vậy cho đến hết vòng thứ ba. Và đầu tiên để móc vòng thứ ba thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, và sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên móc lên cho mình một mũi móc đơn, tiếp tục đến chân móc thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân, tiếp tục chân móc thứ ba thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn trên một chân móc, và chân móc thứ tư thì các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết vòng thứ ba. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ ba rồi thì tổng số chân mũi hiện giờ các bạn đang có là 18 chân mũi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên và các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ ba rồi thì các bạn đã được một cái đường kính hình tròn là 3,5 cm. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem. Thì đây là đường kính hình tròn mà mình cần, vì vậy là mình sẽ không tiếp tục tăng vòng nữa mà mình sẽ kết len lại bằng cách là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi nối này lại cho thật chặt. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần hình tròn của chiếc mũi rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc mũi, cũng giống như là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc túi nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã khâu lại những đoạn len bị thừa nha. Sau khi mà các bạn đã dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc túi cũng như là chiếc mũi của con gấu, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tạo phần mũi trên cái hình tròn màu kem này cho mình bằng cách là các bạn sẽ dùng sợi cô tông Việt Nam màu đen và các bạn sẽ xỏ qua cây kim khâu như thế này, sau đó thì các bạn sẽ dùng kim khâu và tạo phần mũi cho mình. Và cách tạo phần mũi sẽ là như sau.
sau khi mà các bạn đã may xong phần mũi cho con gấu rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ may cái phần dây kéo vào phần miệng túi cho mình. Và ở đây là mình đã dùng một cái lớp chỉ phụ để mình cố định cái phần dây kéo vào bên trong phần miệng của chiếc túi. Thì cái phần dây kéo này nó sẽ che đi cái dòng thứ 12 của phần miệng của chiếc túi như thế này. Và các bạn sẽ dùng một cái lớp chỉ phụ, đó là lớp chỉ khác màu, để các bạn sẽ cố định cái phần dây kéo như thế này cho mình. Sau khi mà các bạn đã cố định được rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ may một cái lớp chỉ chính, tức là các bạn sẽ may cái phần dây kéo này vào bên trong phần miệng của chiếc túi luôn. Và cách may sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng cái chỉ cùng màu với lại chiếc túi cho mình, sau đó thì các bạn sẽ đâm vào cái phần dây kéo nằm ở phía bên tay trái của mình trước, là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ vỉ cái đầu dây kéo này lại tạo thành hình tam giác như thế này. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim vào cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu khâu. Thì các bạn sẽ khâu nằm trên cái đường chính giữa, tức là cái đường chia đôi cái phần dây kéo này á. Và đến đây thì các bạn sẽ làm lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ khâu cho đến cuối dòng, tức là phần nằm ở phía bên tay phải của mình. Sau đó thì cái phần dây kéo của bên còn lại thì các bạn cũng sẽ khâu tương tự như vậy cho mình nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã khâu xong hai phần dây kéo nằm ở hai bên của miệng túi nha. Sau khi mà các bạn đã may xong cái lớp chỉ chính rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gỡ cái lớp chỉ phụ, tức là lớp chỉ màu đỏ ra cho mình. Đây. Sau khi mà các bạn đã gỡ xong cái lớp chỉ phụ rồi thì các bạn đã được một chiếc túi với phần dây kéo như thế này rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gắn mắt, mũi và hai má hồng cho con gấu nha. Sau khi mà các bạn đã định hình được vị trí từng bộ phận của con gấu thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng súng bắn keo và các bạn sẽ dán từng bộ phận này lên chiếc túi cho mình.
Sau khi mà các bạn đã dán hết tất cả các bộ phận của con gấu lên mặt trước của chiếc túi rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo, cũng là bước cuối cùng, đó là các bạn sẽ may lớp vải lót vào bên trong của chiếc túi. Và để may lớp vải lót này thì đầu tiên đó là các bạn cần phải cắt một miếng vải có kích thước như thế này. Và kích thước chiều dài của nó chính là chiều ngang của chiếc túi nhân đôi. Và các bạn mỗi một bên phần rì thì các bạn sẽ cộng thêm 1,5. Thì hai bên các bạn sẽ cộng tất cả là 3. Như vậy là chiều dài của mảnh vải này sẽ là 25. Và chiều ngang của mảnh vải này sẽ là chiều ngang của chiếc túi là 19, và các bạn sẽ cộng mỗi bên là 1 cm. Như vậy hai bên thì các bạn sẽ cộng là 2 cm. Như vậy chiều ngang của mảnh vải này sẽ là 21 cm. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gặp đôi miếng vải này cho mình. Đây, như các bạn đã thấy là ở đây mình đã kỹ sẵn các đường mà mình sẽ khâu. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ khâu cái đường nằm ở phía bên tay phải của mình trước nha. Và để khâu cái phần rì nằm ở phía bên tay phải thì các bạn sẽ khâu như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim khâu vào cái phần đường chì. Thì các bạn có thể dùng viết chì hoặc là phấn để kẻ cái đường viền để các bạn sẽ khâu cho dễ. Thì các bạn sẽ đâm kim qua. Sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu khâu liền hai mảnh vải cho mình. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, để các bạn sẽ khâu hết cái phần rì nằm ở phía bên tay phải này của mình. Và sau khi mà các bạn đã khâu xong cái phần rì nằm ở phía bên tay phải rồi thì ở phần rì nằm ở phía bên tay trái các bạn cũng sẽ khâu tương tự như vậy cho mình, tức là các bạn cũng sẽ khâu trên các đường chì cho mình luôn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã khâu xong hai phần rì bên trái và bên phải nha. Sau khi mà các bạn đã khâu xong hai phần rì nằm ở hai bên của mảnh vải rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lộn lại mặt phải của mảnh vải cho mình. Sau khi mà các bạn đã lộn lại mặt phải của mảnh vải rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lộn lại mặt trái của chiếc túi cho mình. Sau khi mà các bạn đã lộn xong mặt trái của chiếc túi rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chồng mặt phải của mảnh vải qua mặt trái của chiếc túi như thế này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ gặp phần miệng của mảnh vải này vào bên trong và các bạn sẽ gặp theo cái đường chì mà khi nãy mình nói các bạn chừa ra là 1,5 cm á, thì các bạn sẽ gặp lại như thế này. Và sau khi mà các bạn đã gặp xong rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim cúc và cố định cái phần miệng của chiếc túi này với lại phần miệng của mảnh vải này lại với nhau, để lát nữa các bạn sẽ khâu chúng lại với nhau dễ hơn.
Sau khi mà các bạn đã dùng kim cúc để cố định rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại cái phần miệng túi của vải lót với lại cái phần miệng túi của chiếc túi lại với nhau. Và các bạn sẽ bắt đầu khâu từ phía bên trái, sau đó thì các bạn sẽ khâu về phía bên phải. Đây, bước đầu các bạn sẽ đâm kim vào phần rì nằm ở phía bên tay trái của mình. Thì ở đây các bạn sẽ dùng chỉ cùng màu với lại màu của chiếc túi nha. Sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu khâu. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ khâu một vòng từ trước ra sau và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã khâu xong lớp vải lót cho chiếc túi nha. Ok, sau khi mà các bạn đã khâu xong lớp vải lót cho chiếc túi như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lộn lại mặt phải của chiếc túi cho mình. Và sau khi mà các bạn đã lộn lại mặt phải thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi đựng bút hình con gấu như thế này rồi. Chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn nút like, subscribe hoặc là nút đăng ký màu đỏ phía bên dưới để ủng hộ kênh của mình ha. Và nếu như mà các bạn đã nhấn nút đăng ký rồi thì hãy nhớ nhấn vào nút chuông nằm ở ngay phía bên cạnh nút đăng ký để các bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.